Vâng, xin chào quý chú anh chị đến với kênh Chợ Nhật Bản nhớ đăng ký kênh. Thì hôm nay em lên clip số 51 về đồ nghề ha. Thì hôm nay em về cũng được một số đồ bonsai và một ít đồ nghề, một ít đồ bếp cho anh chị mình có thể sử dụng trong gia đình. Và em cũng xin nhắc là hai chiếc giao dịch bên em là chuyển khoản đơn trên 300 thì sẽ bao ship, và đơn dưới 300 thì chuyển khoản giùm em thêm 10.000 tiền ship ha. Và ship code là đồng giá là 30.000 một đơn. Và khi chốt hàng thì em chỉ sử dụng số điện thoại trên tiêu đề để anh chị mình điện thoại trực tiếp hoặc là mình nhắn tin nha. Lưu ý giùm em là em không sử dụng Zalo để chốt hàng. Anh chị mình đừng nhắn Zalo cho em để chốt hàng ha. Rồi em xin đi vào chi tiết clip số 51 ngày hôm nay. Đầu tiên nha. Đầu tiên em vô kìm đi. Đầu tiên mã số 1 là một cây kìm cắt. Cây này là của hãng Fujiya. Cây này là dập chìm luôn anh chị ha. Chữ khắc chìm luôn, Fujiya số 70H có logo Zozic nội địa Nhật. Thì phần cán nhựa ở dưới còn đẹp anh chị. Phần cán nhựa ở dưới còn đẹp. Chiều dài tổng là hơn 18 xăng. Thì cây này nó như thế này anh chị ha. Thiết kế như thế này, hở một chút. Còn anh chị mình cắt vẫn ok ha. Còn cái cây này thì nó bị vấn đề là đây, phần trên này nó bị dấu ha. Mẻ miếng nhỏ trên này thôi, còn lại không sao ha. Anh chị mình vẫn dùng để anh chị mình cắt dây điện lớn cũng được. Rồi, mã số 1 là 150. Một cây kìm cắt của Fujiya số 1, 150. Để em cắt bên dưới ha. Cắt dưới vẫn ok đây. Đó, dưới cùng ha. Đó. Rồi, mã số 1, 150. Tiếp theo, lên mã số 2. Mã số 2 là một cây dao rọc giấy. Thì bây giờ cây này anh chị mình cũng có thể sử dụng để mình ghép cành vào luôn ha. Đó, anh chị mình sử dụng những cây này để ghép cành luôn. Cây này là cây thép khung gỉ của hãng Ofla. Đó, thép không để gỉ ha. Một cây dao chốt đồng. Đó. Thì anh chị mình mở ra như thế này để anh chị mình có thể mình rọc giấy hoặc mình ghép cành. Rồi, mã số 2 giá là 140 anh chị. Mã số 2 140. Kéo ra tới đâu thì anh chị mình xoắn lại cho nó chắc chỗ đó thôi. Chiều dài tổng là 11 xăng, hơn 11 xăng ha. Mã số 2 140. Cái này còn rất là mới, còn đẹp anh chị. Số 2 140. Số 3, em lên một cái thước ha. Thì cái thước này là còn trong vỏ của hãng là Tajima. Cái thước này anh chị mình có thể sử dụng đèn pin ha. Anh chị mình gắn giùm em hai cục đèn pin vô. Hai cục pin vô thì hai cục pin này thì em cũng không có test ha. Còn trong hộp này em không có test. Anh chị về anh chị mình bỏ vô có thể xài được hoặc không xài được thì anh chị mình mua pin ở ngoài bỏ vô giùm em. Thì đây là hướng dẫn sử dụng. Đó, anh chị mình bấm cái nút ở trên này để khi mà mình soi trong góc tối trong kẹt thì anh chị mình bấm nút này để sáng đèn pin, anh chị mình có thể đọc được số ha. Tajima. Thì cái thước này là thước hàng chuẩn nội địa Nhật và dài 5m anh chị ha. Dài 5m hình thức như thế này. Rồi. Bản rộng của dây thước là 16 ly ha. Rồi mã số 3 giá là 250. Tiếp theo, em lên mã số 4. Mã số 4 là một cây mỏ led ha. Cây này của hãng KTC. Cây này hình thức bên ngoài nó cũng chắp xi rồi. Đó, cây này em thanh lý 50.000 ha. Chiều dài là 150. Ngàm bên trong anh chị ha. Đó, ngàm bên trong. Thì về anh chị mình bỏ thêm ít dầu mỡ vô giùm em ha. Bỏ thêm ít dầu mỡ vô giùm em. Rồi mã số 4 cây này 50.000 ha. Đó. Ngàm thì rất là khít chắc chắn anh chị. Ngàm thì khít. Có bề mặt bên ngoài nó hơi chốc xi thôi. Có logo Zozic nội địa hàng chuẩn Nhật ha. 150. Rồi mã số 4 giá 50.000. Tiếp theo, em lên mã số 5 là một cái liếc. Đó, số 5 là một cái liếc dao ha. Thì còn bụi bặm một chút thôi. Rồi. Thì cây này là cây liếc, có một phần anh chị mình liếc kim cương ha. Rồi sau đó anh chị mình có thể liếc nỉ. Đó, liếc nỉ, liếc mịn ở trong. Là bước là bước mày đó anh chị. Chiều dài tổng là hơn 7 xăng ha. Cái phần anh chị mình liếc kim cương nè. Rồi, phần đây là anh chị mình liếc mịn. Lấy ba viên gì đó. Thì cây này em không thấy chữ anh chị ha. Rồi. Chiều dài là khoảng 15 xăng. Mã số 5 giá là 150 ha. Mã số 5 150. Tiếp theo ông lên mã số 6. Mã số 6 là một cây liếc. Thì khi sử dụng anh chị mình cầm tay như thế này. Đó, anh chị mình liếc chỗ này ha. Đó.
có hai lớp anh chị mình lết, ví dụ như là chỗ này là góc lớn này, rồi góc nhỏ ha, những góc da phù hợp với những góc da khác nhau. Cái này của hãng Anis gì đây, chà Ben anh chị ha. Đó. Rồi chiều dài tổng là 13 xăng, đây là cái phần mặt lết anh chị, đây phần bên trong lết đây. Đó, hai chế độ góc lớn và góc nhỏ. Rồi mã số 6 giá 140. Tiếp theo em lên mã số 7. Mã số 7 là một cây lết, thì cây này có hai chế độ anh chị em, một bên là lết thô này, đá màu xanh, một bên là lết mịn ha. Thì anh chị mình sử dụng khi mình lết thô xong thì anh chị mình có thể sử dụng lết mịn. Rồi mã số 7 giá là 180 ha. Hai chế độ. Mẫu Nhật đầy đủ anh chị. Nail key red thì đây ha. Đá ceramic ha. Thì chỗ này anh chị mình để xuống dưới, còn chỗ này anh chị mình lết thô xong mình để qua đây là mình lết mịn. Đá thô đá mịn. Rồi thì cái lết này chiều dài tổng là khoảng 17.5 cm, mã số 7 giá là 180, số 7 180 ha. Số 8 em lên cho anh chị một cây, số 8 em lên cho anh chị là một cây anh chị mình mở, mình mở nắp hộp ha. Ví dụ mình hộp sữa, mình khui hộp ví dụ như là hộp sữa hoặc là hộp cá mòi gì đó, thì anh chị mình có thể sử dụng những cái mở đồ khui này. Thì cái này rất là dày dặn chắc chắn, của hãng là OXO này, OXO à. Thì cái này anh chị về chị mình rửa lại mình xài thôi. Đây em xoay cho anh chị mình xem, những cái bàn xoay này nó dày dặn chắc chắn này, dày dặn chắc chắn ha. Rồi, mở ra. Đó, mở ra ha. Thì bên này có chữ OXO ha, Wood Grip ha. Đó. Mở ra, mở vô. Bên trong mình không biết còn có chế độ gì không thì em cũng không rành. Mà sử dụng chế độ là anh chị mình khui nắp hộp ha. Khui nắp hộp. Rồi, mã số 8. Thì cây này chiều dài tổng là 16.5 cm. Mã số 8 giá là 200 ha. Số 8 200, phần tay cầm cũng rất là lớn ha. Số 8 200. Số 9 em lên cho anh chị một cây, anh chị mình tỉa hành hay là mình tỉa rau muống ha, thì chiều dài là 18 cm. Cây này thích hợp cho các anh chị mình làm nhà hàng quán sushi ha, khi anh chị mình cần tỉa hoa, tỉa hành hoa để làm hoa mình trưng bày trên món ăn đó, thì các loại cá sống hay là thịt sống thì anh chị mình có thể sử dụng này để mình tỉa hành ha. Đây, mã số 9 giá là 80.000, make in Japan đầy đủ anh chị ha. Chiều dài tổng là 18 cm. Cái này cũng còn khá mới ha, còn tem nhãn này. Đó. Tất cả các lưỡi ha. Thì chị chỉ cần anh chị mình bỏ một ví dụ như mấy cọng 4 5 cọng lá hành hoặc rau muống ha. Đó, lá hành hoặc rau muống lên rồi mình đẩy nó xuống ha. Là anh chị mình sẽ tỉa được rau muống hoặc tỉa hành ha. Rồi, mã số 9 giá là 80.000. Số 10 em lên một cây kìm mở phe. Thì đây là một cây kìm mở phe ngoài ha. Cái này là của hãng Canibet ha. Canibet của Đức nè. Đó. À em nhầm, cây này là của hãng Seeger gì ha. Seeger của Đức, cũng là của Đức anh chị ha. Bề mặt bên ngoài thì rất là dày dặn. Seeger của Đức ha. Bề mặt bên ngoài cầm rất là làm tay. Thì phần này, phần đầu phe ha, anh chị mình về anh chị mình rửa thêm giùm em thôi. Đó. Nên là mã này giá là 130 ha. Chiều dài tổng là 19 cm ha. Rất là chắc chắn anh chị. Đó. Có mỗi phần đầu phe này thì để anh chị mình giũa tròn thêm rồi mình sử dụng thôi. Nên anh chị mình giũa lại tầm còn 1.5 L ha, 1.5 L đến 1.5 L ha. Đó. Giũa thêm giùm em, bình thường nó khoảng là 2 L. Thì anh chị mình giũa thêm vô tầm 1.5 L, còn lại 1.5 L giùm em. Hình thức thì nó búng rất là mạnh ha. Rồi 10 mã 130. 11 em lên một cây kìm mỏ quạ của hãng là Black Panther ha. Chiều dài tổng là 24 cm. 11 giá 200 ha. Thì cây này là có cái chế độ là lò xo để búng nhả ra ha. Đó thì nó hơi yếu tí. Mọi thứ thì còn đẹp đẽ chắc chắn. Này. Vỏ là còn đẹp anh chị, vỏ màu đen nhám. Trên là lớp xi mạ còn đẹp.
Có logo Zozip nội địa Nhật nha anh chị ha. Dòng sản phẩm là WS250 IB90B ha. Black Panther ha. Rồi. Logo Zozip nội địa Nhật. Những cái này thì anh chị nhìn chuyển lên chuyển xuống ok ha. Anh chị thấy nước xi mạ thì nó không có bị trong chỗ nào hết ha. Không có bị chóc chỗ nào hết. Đây răng cọ bên trong. Răng cọ đều hết ha. Rồi. Mã số 11 giá 200. 12. Em lên một cây kìm mỏ led. 12 cây mỏ led này là cây mỏ led lùn cho anh chị mình sử dụng trong góc kẹp. Thì cây này chiều dài tổng là 14 xăng, 14 xăng anh chị. Cây này của hãng là bên đâu đây? Đó. Thì cây này à. Rồi 12 ha, em không có thấy chữ đâu ha. À, chiều gầy nhà ngàm mở chị tối đa là khoảng, để em mở ra đi, cái này còn khá là mới. Đây, nhà mở tối đa là 3 xăng ha, nhà mở 3 xăng rất là lớn. Răng miệng gì là còn đẹp, gần như là chưa xài anh chị ha. Đây. Rồi mã số 12 giá 200. 12 200 ha. Tiếp theo. Em lên mã số 13 là một cây dũa gỗ. Thì cây dũa này hàng chuẩn Made in Japan ha, hàng chuẩn Shinto Made in Japan, hàng chuẩn Nhật ha. Dưới này là có phần chốt đồng nè. Rồi mã số 13 giá là 270. Đây có phần chốt đồng ha. Cây này một đầu bên này là nước dũa mịn, bên này là dũa thô. Hàng còn rất là mới anh chị. Hàng còn rất là mới. Thì chiều dài phần dũa anh chị mình sử dụng là tầm 26 xăng ha. Tầm 26 xăng. Bề mặt mọi thứ thì còn đẹp, rất là đẹp anh chị. Rồi mã số 13 giá là 270. 13 270. 14 em lên một cây tu vít. Thì cây vít này là đầu vít trừ của hãng là 1.2 6.5 đây. Cây này của hãng Heiko của Đức anh chị ha. Heiko của Đức. Phần ở dưới là phần nhựa đặc ha, phần nhựa đặc trong. Chiều dài tổng là 21.5 xăng. 21.5 xăng thì chỗ này anh chị mình có thể kẹp cụm lực vô để mình vặn. Dưới này xi mạ còn đẹp đẽ chắc chắn hết anh chị. Thì phần đầu vít là 7 ly ha. 7 ly rồi. Mã số 14 giá là 120. Một cái vít Heiko của Đức ha. Một cái vít trường Heiko của Đức 14 120. 15. Em lên một cây cho anh chị mình khui bia. Thì cây này là của Hepco ha. Hepco của Đức này. Đó, Hepco của Đức. Thì bên ngoài là một cái bao da. Bên trong anh chị mình có thể là cái móc khóa ha. Đây móc khóa. Anh chị mình kéo vô để anh chị mình mở ra để anh chị mình lòng cái móc khóa vô. Rồi chỗ này là cái mở khui đồ hộp ha. Thì không có gỡ ra được anh chị ha. Do cũng có đổ keo dính vô phần vỏ nhựa vỏ da nè. Nên là mình không có kéo cái phần bên trong ra được. Chỗ này là anh chị mình khui bia nè ha. Đó, khui bia. Thì cây này chiều dài tổng là 8 xăng hơn ha. Rồi, mã số 15 một cái móc khóa cho anh chị một khu bia. 15 giá 150, một cái móc khóa khu bia của Đức ha. 16 em lên một cái đầu chuyển góc bắn của máy bắn vít. 16. Thì cây này là của hãng Anet. Anet Made in Japan ha. Đủ thông số, đủ chữ ha. Đó, cái này anh chị mình gắn vô đồ máy bắn vít. Chiều dài tổng là 12 xăng. Đây là phần đầu ra ha. Anh chị mình gắn cái đầu vít cho đây để mình sử dụng. Đó. Rồi. Cây này hình thức thì trên này chắp sơn tí thôi anh chị ha. Chắp sơn chút mà mọi thứ nó còn không có bị rỉ rỗ gì hết. Mã số 16 giá là 200 ha. 16 200. 17. 17 em lên một cây kìm. Thì cây này là của hãng 17. Thì cây này là của hãng Canibet anh chị, Canibet của Đức. Đây. Canibet số 17 ha. Germany Canibet ha. Thì những cây này em thấy là chất thép của nó chắc chắn nè. Thì cây này anh chị mình về mình chế lại giùm em ha. Thì cây này cái phần nó sẽ có một cái răng như thế này. Răng ở dưới này thì nó bị mất rồi. Đó, nó bị mất rồi nên em cũng mài bằng luôn, anh chị về anh chị mình hàn hoặc mình chế thêm cái răng như trên này giùm em ha. Rồi em chị mình xài mình kẹp cái gì thì mình kẹp. Còn phần bên ngoài thì nước xi mạ ở bên ngoài đẹp hết ha. Rồi.
Chị nào mình có thể sử dụng cây này mình về mình chế lại thì mình mua 17.2. Chiều dài tổng là 20 cm. 18. 18 em lên một cây cắt kiếng. Thì cây này là của hãng là Essano này, Essano SK2 ha. SK2 đó. Nhật Bản này. Cây này thì còn trong bọc. Đó. Cán là cán bằng nhựa anh chị ha. Cán ở trên này là bằng nhựa đặc này. Niigata Seki Bath ha. Niigata Seki Bath đó. Rồi. Đây là phần đầu ha. Đầu anh chị mình cắt cắt kiếng ha. Thì cây này chiều dài tổng là 17 cm. Rồi mã số 18 giá 100. 19. 19 em lên một cây cần vặn của hãng Craftsman Đức ha. Cây này 350. Thì cây này chiều dài tổng là 19.5 cm. Hình thức bên ngoài thì còn rất là đẹp, không có bị chóc xi gì hết. Hãng dòng sản phẩm là 943796 ha. Craftsman, Craftsman của Mỹ ha. Đây tay cầm. Hoạt động ok ha, đầu là đầu 3/8. Đó. Ok anh chị. Thì răng cũng khá là nhuyễn. Đó, anh chị xoay ngược lại. Xoay ngược lại ha. Rồi. Đầu 3/8. Rồi mã số 19 giá là 350. 20. Em lên một lưỡi dao ha. Đó, đây là một cây 20. Thì cây này cho anh chị mình về mình hàn tang lại mình xài ha. Cây này rất là dài. Đó, rất là dài, anh chị mình hàn tang do cái này nó có cái dấu dấu bị giống như bị nứt cũ ha, nên là khi mà người ta ấn nó mạnh xuống thì nó bị gãy luôn. Đây. Mọi thứ thì còn rất đẹp anh chị ha. Cán là cán đẹp nguyên này, cán đúc. Liền lạc không có bị gì hết ha. Chỉ có mỗi chỗ này anh chị về mình hàn là mình mài mịn lại là mình xài thôi. Hết là bén anh chị. Misono thép là MV. Đó, Misono 440 ha. Thì giờ em đo phần nữa cho anh chị mình xài. Chiều dài là 24 ha. Lưỡi là 24, bạn còn rất là đầy đủ. 4 chấm. Lưỡi sử dụng là 4.9 ha. 4.9 và độ dày 2,5 ly anh chị ha. À độ dày tầm 2 ly đi, độ dày tầm 2 ly đi. Rồi. Mã số 20 208 ha. 20 như thế này ha. Lưỡi dài 24. Ha. 20. Rồi. Em lên mã 21 ha. 21 là một lưỡi dao Damascus. Đó. Thì cây này một lưỡi cho anh chị về, anh chị mình có thể chế lại các dáng Kirisuke để mình xài ha. Đó. Chế lại cái dáng như thế này anh chị mình xài ha. Đó. Làm cho hẳn cái lưỡi thêm một chút. Một lưỡi dao Damascus ha. Chữ Nhật đầy đủ anh chị ha. Lõi tới sống dao luôn. Thì lưỡi này chiều dài tổng là 15.5 cm. Bản rộng là khoảng gần 2.8 xăng anh chị ha, khoảng gần 2.8 xăng như thế này ha. Rồi, mã số 21 giá là 306. 22, em lên một lưỡi dao không, thì lưỡi dao này là giống như là 6 lớp này. 22. Thì cây này là của làng nghề Tosai anh chị ha. Của hãng Masa, của hãng gì này. Em cũng quên này. Nhưng mà là của làng nghề Tosai ha. Cái này dù có 6 lớp anh chị mình thấy. Coi như là 5 lớp đi, một lớp ở giữa, hai lớp hai bên là 5 lớp ha. Cái lớp ở giữa này và lớp ở bên này là một lớp giống như lớp bạc anh chị ha. Nhìn nó giống ánh bạc này. Bên ngoài là một lớp bên ngoài ha, lớp phủ bên ngoài nữa. Khâu này khâu nhựa ha, giống như các dòng đời cũ anh chị ha. Giống như các dòng đời cũ. Cái này thì về anh chị mình spa lại, mình vệ sinh lại mình xài ha. Đó. 5 lớp. Chiều dài là 14 cm. Bản rộng là hơn 4 cm ha. Độ dày là 3 ly ha, 3 ly gần cán. Rồi. Mã số 22 giá là 200.
250 ha. 23 em lên một cây đuôi chuột. Cây đuôi chuột này dưới là phần đồi nhọn thì mình có thể sử dụng làm những việc khác nữa. Cây này của hãng tốt đó. Phần xi mạ này còn đẹp hơn anh chị, 10 và đầu 13. Cây này còn khá là mới, 13 giá là 180. Thì cây này chiều dài tổng là 23.5 cm ha. Khóa là số 13 và khóa số 10 ha, 10 và 13. Hình thức còn rất là mới anh chị. Đó. Rồi. Mã số 13 180 ha, cây này còn rất là mới. Em lên mã số 14. 14 là một cây lít dao ha, một cây lít kim cương, 14.220. Cây này cũng còn rất là mới anh chị. Đây là phần mà trên này. Chiều dài tổng là 27 cm này. Anh chị mình sử dụng phần liếc cái tầm 15 cm hơn ha. Hơn 15 cm. Đó. Thì mặt bên này là mặt bằng, mặt bên này là hơi u lên một chút thì anh chị mình có thể liếc cong và liếc thẳng như thế này ha. Rồi. Bán rộng là khoảng lộng nhất là khoảng 2.4 cm ha. Rồi mã số 14 giá là 220. Cây này còn rất là mới anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy. Anh chị mình liếc được mòn gần hết cây luôn, không phải là có một tí bên ngoài đấy ha. Anh chị mình cứ liếc tới khi nào nó mòn gần hết cây cũng được. 14.220. 15 em lên một cây liếc 15 ha. 15 em lên một cây liếc sứ. Cây này cũng còn rất là mới, chiều dài tổng là 24 cm. 15 190 ha. Đó. Đây là còn sáng, màu trắng ngà đặc trưng anh chị ha, không có bị, chưa có bị ngã qua màu vàng tối. Cây này còn rất là mới ha. Đây. Mặt bên này ha, đây giống như là mặt nó hơi bị khuyết như thế này, thiết kế ha. Anh chị mình có thể lướt thẳng bên này hoặc anh chị mình lướt tròn bên này. Thì cái này đường kính là khoảng 1.2 xăng anh chị ha. Đường kính là 1.2 xăng. Rồi phải chiều dài phần sứ là 14.5 xăng. Đây 14.5 xăng ha. Phần cán thì còn đẹp anh chị, cán còn rất là đẹp. Thì cây này không có chữ gì thôi. Về chung lô với hàng Nhật, mấy cái liếc này thì em về chung hết. Rồi 15 giá 190. 16 em lên một cây cào vẹt cá. 16 240, cào vẹt cá bằng đồng. Thì cây này chiều dài tổng là 19 cm. Bản rộng là khoảng 3.3 này. Rồi cái phần cào là tầm 6 cm ha. Hình thức cân như thế này còn rất là mới anh chị. Đó, còn rất là mới. Rồi mã số 16 ha. 16 240. 17. 17 em lên một cây cho anh chị mình ép, ví dụ mình ép tỏi gì đó ha, ép tỏi, ép tắc gì đó thì anh chị mình sử dụng cây này. 17 giá là 120 ha. Thì cây này rất là chắc chắn, dày dặn của hãng IKEA, một hãng chuyên sản xuất về các mặt hàng nội thất, đồ gia dụng trong gia đình hoặc là đồ bếp ha. IKEA 365. Thì cây này phần cán hai bên là phần cán nhựa rất là chắc chắn anh chị ha, rất là chắc chắn. Đây, phần này cũng thép rất là dày dặn nè. Thì cây này là thép khung gỉ. Chiều dài là 18.5 cm, gần 19 cm ha. Đó, khi sử dụng ép thì là anh chị mình ép vô. Đây. Mọi thứ cũng còn rất là đẹp anh chị ha. Về mình chỉ rửa lại kỹ lại chút rồi mình xài thôi. Rồi mã số 17 120 ha. 17 120 khi mình ép thì mình lại nó vô như thế này ha. Rồi 17 120. 18 em lên một cây lít dao. 18 thì đây là một cây lít hai mặt, giá 180. Đó. Thì cây liếc hai mặt, một mặt là 400 rít và một mặt là 800 rít ha. Sản xuất tại Nhật Bản ha anh chị ha. Hàng chuẩn sản xuất tại Nhật Bản luôn. iMedia ha. Này. Anh chị mình có thể liếc dao này, liếc liềm này, liếc kéo ha, hoặc là liếc những cái răng cưa, những cái bánh cắt ha. Đó. Đây. Bề mặt bên này là 800 ha. Còn rất là mới, mặt bên này là 400, gần như là hàng chị không, mới có xài lướt thôi. Đó, mình xài lướt thôi. Rồi. 400 và 800.
chiều dài tổng là 18 xăng, phần anh chị mình liếc từ tầm 6 xăng ha. Rồi mã số 18 giá là 180 một cây liếc, hai mặt 400 và 600, 18 180. 19 19 em lên một cây kéo ha, cây kéo là cây cắt tóc. Thì chiều dài tổng là 14 xăng. Nếu anh chị mình đo thêm cái phần dưới này ha, phần dưới này thì em biết là để tăng đưa cái gì này đó, cũng khá là xịn ha. Nên đo hết phần đó lên đi. 19 thì cái này dài tầm hơn 15 xăng ha. 19 giá 150. Thì chữ chữ đầy đủ ha anh chị ha. Đây, bên này có chữ là split này. Speed gì này. Rồi bên này có số 55. 55 là. Đó. Thì test cắt ok anh chị. Cắt rất là ngọt. Đây là cái kéo cắt tóc ha. Rồi. Mã số 19 giá là 150 ha. 19 150 cây này còn rất là mới. 20. 20 âm lên một cây cạo chơi hát hát. Thì đây là một cây cạo bạc đạn của hãng Super ha. Hãng Super là hãng hàng chuẩn nội địa Nhật anh chị ha. Lưu ý giùm em, khác với hãng là Super Tool. Super Tool thì sản xuất tại Singapore ha. Còn cái này là sản xuất tất cả là theo tiêu chuẩn là nội địa Nhật hết, và ngàn bên trong. Đó. Nên anh chị mình phân biệt rõ là hai cái công ty này giùm em. Super và Super Tool ha. Thì Super này thì cây đây là cây hãng Super sản xuất tại Nhật. AB-1 cạo chữ H cho anh chị mình cạo bạc đạn hoặc cạo những cạo bạc đạn ha, hoặc cạo những ốc bu lông gì đó. Thì cái này ngàm mở tối đa ha, em đo ví dụ như đo thêm vào đây đi, ngàm mở tối đa được khoảng là 3 xăng ha. Ví dụ đo đây ha, ngàm mở tối đa là khoảng 2.8 đi, 2.8 3 xăng gì đó. Chiều dài phần trụ ở giữa là tầm 8.5 xăng. Đây phần bên ngoài là tầm 7 xăng ha. Rồi, Super. Hình thức bên ngoài thì những cái xi mạ hay là hình thức bên ngoài thì không có bị tróc xi hay là bị rỉ ha chị ha, không có bị rỗ. Mặt cũng đẹp nè. Đó. Ngàm 2 xăng ha. Rồi mã số 20 giá là 600. 20 600. 21 em lên một cây kìm bấm chết tổ Mỹ ha. Chiều dài là 13 xăng hơn. 13.5 xăng. 21 giá 260. Vài rip ha. Vài rip. Thì cây này dòng sản phẩm là của Mỹ đây anh chị ha. Dòng sản phẩm là 5WR. Anh chị mình nào thấy mình có thể mua cây này về mình sưu tầm hay là mình xài những chi tiết nhỏ nhỏ thì mình có thể mua cây này ha. Thì răng ngàm chỗ này cũng có dấu cốt cánh anh chị ha. Còn phần này thì dính dơ tí ha. Cũng có dấu có cánh dính dơ dính bụi bặm tí về anh chị mình có thể mình chà đi giùm em. Đó. Răng ngàm thì cũng có qua sử dụng rồi anh chị. Răng ngàm cũng có qua sử dụng rồi. Vậy anh chị mình đánh sạch những cái răng này đi, những cái ngàm này đi ha. Rồi. Đó. Rồi cây này thì rất đẹp không? Này. Chỗ này thì cũng có dấu xài anh chị ha. Cũng có dấu xài như thế này. Rồi mã số 21 giá 260. 22 em lên một cây mỏ led size nhỏ ha. Cây này là 22 là cây mỏ led size mini. Cây này là size 100. 100mm của hãng Hitchon. Cái logo Suzuki ở địa Nhật nè. Hình thức bên ngoài thì nước xi mạ còn đẹp. Đó, Hitchon Japan. Thép CRMO. Thì cây này cho anh chị mình treo móc khóa ha. Treo móc khóa. Ngàm mở tối đa là khoảng 1.2 xăng. Ngàm mở tối đa là khoảng 1.2 xăng. Rồi, hình thức thì rất là đẹp. Mã số 22 giá 120. 23 em lên một cây mỏ lết thép đen. Thì 23 cây là của hãng tốt ha. Hình thức bên ngoài còn mới nguyên này. Anh chị nhìn thấy nước sơn còn mới nguyên này. Đó. Chờ ben ha. Dài là ngàm mở tối đa là 29 ly này. Đó. Một cây mỏ led thép đen size 200 của hãng tốt. Dài tổng là khoảng 21 xăng nha anh chị ha. Rồi mã số 23. 23 giá là 400. Cây này còn rất là mới. Anh chị mình nhìn thấy không? Mới
gần như là thiếu cái hộp bỏ vô thôi. Có vấn đề là chỗ này, mỗi chỗ này nó cấn nhẹ tí chỗ này thôi, anh chị mình không để ý nhiều, không để ý kỹ không thấy đâu ha. Đó, cấn nhẹ chỗ này ha. Đó, còn lại là trên này còn sáng bóng này, dưới này là đen thôi ha. Đây, có cả khắc laser phần chữ phần số cho anh chị mình có thể đo luôn. Dài 21 xăng của hãng tốt, mã số 23, giá là 400, 23 400. Này, 24 em lên một cây thước kẹp 207. Thì cây này là size là 10 cm ha, cây này của hãng Sinwa. 24 giá là 207 anh chị. Đó, anh chị mình nhìn thấy khi mình em kẹp lại này, là đầu trên đầu dưới đều khít hở, đều khít không bị hở thì anh chị mình đo nó sẽ chuẩn xác hơn. Sinwa nội địa Nhật ha. Những con số này thì còn rất là mới anh chị ha. Số này còn mới tinh này. Đó, thước 10 cm cho em. Tuy nhiên anh chị mình có thể kéo ra tầm tới đây là khoảng 10, 11, 12 xăng ha. Đó, anh chị mình kéo ra tới đây khoảng 10 xăng thôi anh chị ha. Đây, mặt đằng sau cũng rất là đẹp ha. Mặt sau sáng bóng láng ao, cây này còn khá là mới. Rồi, đây ha. Mình kéo tới đâu để mình cố định cái đó thì mình đọc thông số ha. Bằng cách mà mình vặn cái núm này. Rồi, mã số 24 giá là 207. Một cái thước 10 cm như thế này ha. 25 em lên một bộ. 25 là một bộ đục bê tông, thì bộ này gồm có 4 size của Nhật. 25 giá là 330 anh chị ha. Cây dài nhất là khoảng 14.5 cm, cây thứ hai là khoảng 12.5, cây thứ ba là tầm 11 cm ha, và cây thứ tư là tầm 10.5 cm. Thì những cây này thì em đã vệ sinh hết rồi, về anh chị được xài ha. Đó, anh chị mình thấy ha, cây này thì bên em đã vệ sinh sáng bóng như thế này hết rồi, về mình xài thôi. Này, thì cây lớn nhất là tầm 15 ly anh chị ha, hơn 15 ly. Rồi cây thứ ba là tầm tầm 1 ly 1, 1 ly 2 ha. Rồi cây cuối thì hơi vắt xéo như thế này, cây cuối thì tầm là 7 ly anh chị ha, khoảng 7 đến 8 ly. Và một cây ở giữa nó tầm cũng tầm khoảng hơn 2 ly ha, khoảng hơn hơn 10, 12, khoảng tầm 12 ly anh chị ha. Rồi, mã số 25 giá là 325 330 ha. 25 330, một bộ đục của Nhật gồm có 4 cây. Đây, có chữ Nhật hết nha anh chị ha. Đó, có chữ Nhật hết ha. À, cái này lại không thấy chữ rồi. Về chung một lô một bịch như vậy nha anh chị ha. Rồi, khắc chữ được mỗi cây to đầu tiên anh chị ha. Khắc chữ được mỗi cây to đầu tiên thôi. Ba cây còn lại là họ không khắc này. Rồi, mã số 325 giá là 330 ha. 25. 330. 26 em lên một cây kìm Mỹ 450. Thì cây này mà ngàm mỏ còn đẹp hết nha anh chị. Cây này là size rất là lớn, size 10R này, 10R. Ngàm tròn, chiều dài là 22 cm ha. Chiều dài 22 cm, hình thức bên ngoài đây ha. Và rip Mỹ. Đó. Xin mạ thì còn sáng đẹp anh chị, xin mạ còn sáng đẹp. Rồi, mã số 26, dài 22 cm, 450. Răng ngàm bên trong ha. Răng ngàm bên trong. Cây này size rất là lớn, size 22 cm lại. Răng ngàm thì cũng có dấu xài rồi, về anh chị mình có thể rũ lại những cái mụn mặn rồi mình xài thôi. Mình xếp vô một tí là nó rất là chắc chắn ha. Rồi, 26, 450. 27 em lên một cái Eto ha. 27 một Eto kẹp bàn. 27 370. Thì cái Eto này nặng là 1,4 kg, nó tầm 1,4 kg 70 ha. Rồi, 27 giá là 370. Răng ngàm bên trong đây ha anh chị ha. Đây là phần anh chị mình có thể sử dụng phần giống như phần đe phụ này. Thì lưu ý giùm em, chỗ này thì có một dán một tem là M0061 ha. Còn lại thì em cũng tem nhãn không biết đâu mất hết rồi, rớt đâu hết rồi. 27 giá 370 ha.
đấy, có dòng là M0061, anh chị mình có thể tìm thông tin trên đây giùm em. Nặng là gần 1,5 kg. Ngàm là khoảng 7.5 xăng anh chị ha, ngàm 7.5 xăng. Cái phần tay quay nó hơi cong một chút ha, phần tay quay hơi cong tí. Thì anh chị mình kéo ra kéo vô chắc chắn nha, bên họ rất là kỹ, dán cái băng keo cái phần ngàm luôn cho nó không có bị chày ha. Rồi đây là phần họ dán băng keo rồi nên em khỏi mở ra anh chị ha. Chỗ này nó giấu cấn tí nhẹ nhẹ chỗ này nè, đó, cấn nhẹ cái đầu mỏ trên này ha, đây như thế này ha. Rồi mã số 27 giá là 370 ha. Tiếp theo em lên mã số 28 là một hộp đục mỹ nghệ. Thì cái này cho anh chị mình sử dụng, mình đục những hoa văn hoặc là những chữ cái, chữ nhỏ 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 ha, trên gỗ, trên đồ gỗ. Rồi 28 giá 170. Bộ này cũng rất là xịn thôi anh chị, của hãng Showa này. Nhìn cái hộp bên ngoài rất là chắc chắn, hàng chuẩn nội địa Nhật ha, made in Japan. Chiều dài hộp là tầm 17.5 xăng, bản rộng là tầm 10 xăng ha, tầm 10 xăng. Rồi chị giờ mình khui hộp ra. Đó. Thì bên trong cũng có 2-4-5 màu tương đương, với lại trên này có mỗi có những hình dạng của biên độ của lưỡi ha. Thì cái này là ngàm tròn này. À, ngàm cái này ngàm bằng nha chị ha. Đó, trên này anh chị mình muốn đây, chữ trà bên đầy đủ, ngàm bằng. Rồi cái thứ hai là bát xéo ha. Màu vàng là bát xéo. Đó. Trà bên ha. Rồi cái thứ ba. Cái thứ ba là một hình tam giác. Tiếp theo. Cái thứ tư là một cây ngàm tròn lớn ha, một cây ngàm tròn lớn. Trà bên đầy đủ ha chị. Rồi cây ngầu tím và cây ngàm tròn nhỏ. Rồi trà bên ha. Rồi mã số 28, một bộ như thế này giá là 170 ha, 28 170. 29 rồi, 29 em giới thiệu với các anh chị là một cái quạt, quạt cho anh chị mình sử dụng trong các động cơ ha. Khi anh chị mình đợt này mùa nắng rồi, anh chị mình có thể sử dụng trong những máy móc hoặc những motor ha, mình gắn quạt vừa cho nó mát. 29 thì cái này em giá em thanh lý anh chị ha. Hàng thì hàng mới hoàn toàn, hàng trưởng hàng mới chưa xài còn trong hộp ha. Anh chị mình có thể tìm cái dòng sản phẩm là Panasonic Asen 10414 ha. Động cơ là AC fan motor. Đó, anh chị mình gắn vô những cái động cơ mà cần làm mát ha. Đây của công ty Panasonic này. Ở Aichi Nhật Bản ha. Và cái này đặt nhà xưởng sản xuất tại China ha, sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật. Nên anh chị mình yên tâm về chất lượng ha. Hàng Việt Nam giờ mình cũng thấy tất cả các loại quạt này cũng đang. Rồi, mã 29 giá 80.000 nè. 80.000 một cái ha anh chị ha. Đây. Thì như thế này gồm có hai cọng dây. Gồm hai cọng dây như thế này ha. Rồi, đây là phần ở dưới này là phần thép này, đây là phần nhựa ha. Giữa là phần nhựa. Đó. Còn rất là mới ha anh chị ha. Đó, anh chị nhìn thấy nước nhựa nó còn mới nguyên này. Chỗ này những cái thông số khi mà sản xuất ra ST27A272 ha, 15147-07-01 ha. Đấy, tem nhãn thì trên này là in có màu nhũ luôn. Sử dụng điện là 220V từ 50-60Hz ha. Và công suất là 15-13W. Đó như thế này, chiều đẩy khí ra, anh chị mình lắp cái này vô. Rồi thì xong, thông số là chiều khoảng 12 xăng này, bề rộng là tầm thì đo hai chiều nha anh chị ha, một bên là khoảng 12 xăng, một bên là khoảng 11.8 xăng ha, 11.8 xăng. Rồi độ dày, độ dày tầm 3.8 ly ha, 3.8 xăng chứ, 3.8 xăng. Rồi. Một cái quạt như thế này anh chị, thì em cũng còn tầm khoảng hơn 10 cái, anh chị mình lấy thì anh chị mình chốt ngay nha. Về mình gắn vô máy móc thiết bị trong nhà xưởng của mình. Hoặc trong những động cơ điện của mình cho làm mát ha. 29 giá là 80.
Thì mã này em chỉ nhận chuyển khoản và không bao ship nha anh chị ha. Anh chị mình chuyển thì anh chị chuyển thêm tiền ship thêm gì nha. Rồi 29 giá 80.000. Quy trang ha, 29 80.000. 30. 30 thì em còn hai hộp nhám cắt ha. Thì mỗi hộp là 200.000 ha. Hai hộp là hết rồi anh chị nào mà nếu mà mình có sự mua rồi, mình sử dụng rồi, mình thấy tốt á, mình cần mua tiếp thì anh chị mình có thể lấy thêm hai hộp này ha. Hết hàng rồi. Hàng Nhật ha anh chị ha. Đây. Thì size này hãng Disco là chuyên sản xuất các lưỡi cắt ha, dành cho máy khoan máy cắt. Đây size là một hộp như thế này là 10 miếng anh chị ha, 10 miếng, 10 đơn vị. Và đường kính bên ngoài cái lưỡi cắt là 10.5 xăng. Ở giữa là độ dày là 1 ly và ở giữa là 1.5 cm phần cốt ha, anh chị mình gắn vô. Đó. Disco ha. Cô sản xuất tại Nhật ha. Thì bên em cũng còn một số lưỡi cắt sắt và lưỡi cắt gỗ của Disco, anh chị mình có thể có nhu cầu mình mua lưỡi cắt sắt, cắt thép, cắt gạch men ha. Cắt sắt, cắt gạch gạch men. Anh chị mình có thể liên hệ bên em ha, cắt gỗ. Đó. Một hộp như thế này ha, mới nguyên còn trong hộp. Đây. Đây anh chị ha. Disco ha. Độ dày là 1 ly và mát là 14.300 min ha, RPM. Trong này là phần trục là 1.5 cm ha anh chị ha. Trục là 1.5, cốt là 1.5 cm. Rồi. Hai hộp đó là hết anh chị. Rồi mã số 30 giá là 200. 200 một hộp nha anh chị ha. Đây còn hai hộp. Rồi tiếp theo lên mã 31. 31 là một cái cho anh chị mình bếp cồn. Cho anh chị mình đi dã ngoại mình nấu, ví dụ mình nấu mì hay là mình nấu cà phê ha. Đó. Thì cây này không có chữ nha anh chị. Lưu ý giùm em không có chữ, bằng thép không lũy thôi. Đó, anh chị mình bỏ cồn như đây thì chỗ này là chế độ anh chị mình. Đó, mở ra. Cồn nó sẽ tỏa ra tất cả các bên này ha. Chỗ này thì anh chị mình thích hợp cho mình nấu mì, những cái thố mì nhỏ hoặc là nấu nước để anh chị mình pha cà phê khi mà anh chị mình đi cắm trại, đi leo núi gì ha. Đó. Mình tắt bếp thì mình đóng lại thôi. Tắt bếp đóng lại ha. Và cái này là size mini thôi nha anh chị ha. Size mini lưu ý giúp em mình mang đi du lịch thôi. Hoặc anh chị mình có nướng mực gì đó thì mình có thể sử dụng cái này. Bản rộng nhất là khoảng 9.5 xăng ha. Và chiều cao là tầm hơn 5 xăng ha. Khoảng 5 xăng. Đó như thế này. Nhỏ gọn như thế này bỏ túi. Bỏ ba lô đi du lịch. Rồi, mã số 31 150. 32 em lên một lưỡi dao ha. 32 là một lưỡi dao Thái. 32 một lưỡi dao Thái Sugimoto số 6. Sugimoto số 6 nha anh chị. Thì cái này anh chị mình có thể tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm Sugimoto số 6 giùm em. Chất thép thì nó cũng có gỉ anh chị ha. Cũng có gỉ nên anh chị mình thích hợp là mình sử dụng nhiều. Ví dụ như anh chị mình có bán quán phở bò, thịt bò, bán nhà hàng hoặc là mình làm mình bán thịt bò, thịt heo ngoài chợ đó thì mình có thể sử dụng cái dao này. Mình có thể xài thường xuyên, liếc thường xuyên để mình và cái khi mình xài á thì cây này nó rất là bén, anh chị mình sắp thịt nó rất là mỏng. Ví dụ mình có sắp thịt làm tái hay lẩu gì đó thì cây này ok ha. Này. Mình thái bì làm nem gì đó thì sử dụng cây này. Thì lưu ý giùm em cây này là một lưỡi dao thái ha, không phải là lưỡi dao chặt. Chặt thì anh chị mình sử dụng số khác ha. Chiều dài là 22.5 xăng. Và cây này có gỉ, cây này cũng còn có logo rồi anh chị ha, Sugimoto. Chiều dài là 22.5 xăng ha. Bản lớn nhất là tầm 8.7 xăng ha. Tầm 8.7 xăng nha anh chị ha. Khoảng tầm 8.7, 8.7 hơn 8.6, gần 8.7 xăng. Sugi số 6. Độ dày chỗ này là 1-2 tầm 2.5 ly nha anh chị ha, hơn 2.5 ly ha, tầm 2.5 ly đi, hơn 2.5 ly đi. Rồi mã số 32. Lưỡi này thì nặng là 300 gram nha anh chị ha, phần lưỡi không là đã 300 gram rồi.
Rồi mã số 32 anh, cái mã này anh chỉ nhận chuyển khoản bao ship một lưỡi dao Sugimoto, lưỡi dao Thái Sugimoto số 6. Mã số 32. Tiếp theo. Em lên mã 33 là một cây cưa Okatsune ha, 33 giá 270. Đó, cây cưa vỏ bên ngoài là gỗ này. Dài lưỡi là 22 xăng. Số 110 Okatsune cán bằng nhựa đặc anh chị ha, cán nhựa màu còn đẹp mà. Cây này không có bị oxy hóa gì phần vỏ ha, phần nhựa còn rất là mới. Đó anh chị nhìn thấy cái ốc này còn rất là mới sáng quắc à. Made in Japan Okatsune. Thì lưỡi này sử dụng là lưỡi ham hai ha. Anh chị nhìn thấy cái răng là rất là lớn, anh chị mình cắt những cái cành lớn ha. Rất là nhám anh chị. Cây này rất là mới. Chiều dài tổng là tầm 20, đo hết thực phẩm khoảng 22 xăng ha. Rồi. Mã số 33 giá là 270 ha. 33 gồm có vỏ gỗ như thế này. Giá như thế này ha, một cây cây cưa cầm tay dài 22 cm, phần lưỡi sử dụng 33 270 của Okatsune. 34 em lên một lưỡi cưa. Cây này 320. Đó, cây này là đây của hãng Suki anh chị ha. Suki. Đó. Dòng là Unkogyo nè. Made in Japan. Thì lưỡi này anh chị mình đều có thể sử dụng lưỡi của Gomboy mình, chị mình gắn vô ha. Đó. Cũng có hai nấc này. Và cây này là cây Super. Hoặc anh chị mình có thể tìm cái dòng là Super Acel 21 ha. Của hãng là Suki ha, cũng là hãng Suki cùng dạ hãng với lại Suki Gomboy này. Cùng hãng với dòng cưa gấp Gomboy Made in Japan đầy đủ. Phần cán nhựa còn đẹp chắc chắn anh chị ha, phần cán nhựa còn đẹp chắc chắn hàng chuẩn Nhật Bản này. Cây này còn rất là mới. Lưỡi sử dụng là 21 xăng. Đó anh chị nhìn thấy ha. Vô cái tính ha. Đó. Lưỡi là bén nguyên ha. Rất là nhám tay. Răng là đều hết anh chị. Cây này rất là mới ha. Rồi. Một cây cưa như thế này ha. Mã số 34 320. Lưỡi dài là 21 xăng. Dòng sản phẩm là Super. Đây, Super Acer 21 cm. 34 320. 35. 35 em lên một lưỡi cưa Suki ha. Thì cây này là Suki dòng Gomtaro. 35 350 ha. Đó. Lưỡi sử dụng là 27 xăng. Thì lần trước em đã bán rất là nhiều lưỡi của loại này rồi. Made in Japan. Anh chị mỗi anh chị nhiều khi mua 5-7 cây, 10 cây cũng có nữa. Mua về để dành xài. Lưỡi sử dụng là 27 xăng ha. Thì anh chị mình nếu mà mình đang có lưỡi ở nhà, mình có thể mua cái phần cây này đầy đủ về anh chị mình sử dụng được phần phần tay cầm này ha, mình thay cho các lưỡi ở nhà. Đó. Và phần vỏ như thế này. Suki Gomtaro ha, Suki Gomtaro. Đây. Chỗ này cấn tí thôi. Lưỡi sử dụng là 27 xăng. Đó. Đây ha. Thì trên này có nhăm nhăm một chút không sao anh chị ha. Phần dưới thì nó rất là bén này. Rất là nhắn tay ha. Răng thì đầy đủ anh chị ha. Răng đầy đủ Suki Gomtaro 27 xăng. Rồi. Mã số 35 350. Một bộ đầy đủ như thế này ha, cho anh chị mình cầm mình đi vườn hoặc là mình đi ra khu vườn của mình á. Rồi 35 350. 36 em lên một bộ tun cho anh chị mình đi cắm trại, 36 150. Thì cái này là bằng nhựa ha anh chị ha, hai bên mà bằng nhựa này. Đó. Stainless không gỉ ha. Bên này là một cái muỗng. Rồi bên này là một cây, bên này là một cái nĩa ha, bên này là một cây muỗng. Này. Rồi 36 150. Trong này thì còn có một cây dao ngắn nè. Một cây dao dài nè. Đó, có chữ Stainless Steel này khác không vậy ha. Và một cây anh chị mình mở lon nè. Cái này hay ngắn ha. Cây dao này trong là cây dao ngắn. À em nhầm anh chị. Cái này là một cái đầu nhọn ha. Một cái đầu nhọn như thế này. Rồi. Một bộ như thế này. Rồi mã số 36 150 ha, cho anh chị mình bỏ túi mình đi cắm trại. À 36 150. 37. 37 em lên một cái
37 là một cái đèn pin. Thì cái đèn pin này là của Mỹ nha anh chị. Pin khi mà anh chị mình sử dụng thì mình nhấn cái này ha, mình nhấn đầu này. Cái này anh chị mình sưu tầm cũng được ha. Thì cái này là sử dụng pin lớn nha. Pin pin AA. Đó, cục pin như thế này anh chị ha. Đây, cục pin như thế này. LR6 1.5V thì bỏ vô giùm em là hai cục. Đó, hai cục như thế này ha. Pin lớn nha. Đó, chị nhìn thấy cây này còn rất là mới này. Sáng bóng, nước sơn bên ngoài còn đẹp. Mini Malit gì này, AA ha. Cây này là Cali hoặc Nha này, USA ha. Đó, Sima sơn còn rất là đẹp. Đây, bóng đèn thì còn sáng bóng anh chị ha. Bóng đèn còn sáng bóc à. Rồi, mã số 37 giá là 200 ha. Thì lưu ý giúp em là anh chị mình chốt đơn dưới 300 mà chuyển khoản thì chuyển thêm giùm em 10.000 tiền ship ha. 38 190. Thì đây là một cái dao ha, một cái kéo. Cái kéo này cho anh chị mình thích hợp cho anh chị mình bỏ túi này. Mình sau có bao dao để mình treo này. Thì cây này anh chị mình bỏ túi mình khui đồ hộp này, anh chị mình có thể mở nắp hộp này, hoặc là anh chị mình mở nắp hộp cứng, hoặc là anh chị mình bấm vô những cái hạt thạch như là mắc cá óc chó ha. Đó. Đúc ha. Cái này còn rất là mới. Ski 8 ha, thép không gỉ. Rồi, chỗ này là một lưỡi kéo tích hợp theo là anh chị mình có thể mở khui đồ hộp này. Mở khui đồ hộp và cắt đồ hộp. Rất là bén anh chị ha. Đó. Đây là khá là bén. Đúc như thế này và mình cũng đỡ bị khỏi phải bảo quản. Còn trong vỏ luôn. Chỗ này là anh chị mình mở ra đục luôn ha. Đó, mình tách rời hai miếng ra luôn này. Này. Rồi. Rồi mã số 38 giá là 190 ha. 38 190. 39. Thì tiếp theo em lên kéo bếp ha. 39 là một cái kéo 250. Đó. Thì cái kéo này là của hãng Honeycook Nhật Bản đây anh chị ha. À, thép không gỉ. Chiều dài tổng là 19.5 xăng ha. Đây là phần lưỡi kéo. Đó. Thì cây này phần lưỡi nó hơi tròn tí anh chị ha. Đó, phần lưỡi nó hơi tròn tí. Như thế này. Đó. Còn bén thì rất là bén anh chị ha. Dài 19.5 cm. Mã số 39 giá là 250 ha. Cái này anh chị về mình cắt hành cắt đồ ăn cho bé này. Cắt hành cắt rau hoặc là mình lấy đồ ăn cho bé ha. Rồi, 39 giá 250. 40. Thì đây là một cái kéo của Đức. Cái kéo này là Đức 2 hình người ha. Germany Đức 2 hình người. Xi mạ còn đẹp anh chị ha. Cây này còn rất là mới này. Đấy. Đức 2 hình người. Rồi mã số 40 giá 250. Rất là bén ha, cắt ở trong ở ngoài đều bén hết. Rồi. Anh chị mình cắt gà từ 1,5 kg đổ lại ha, không cắt gà lớn hơn được nha anh chị. 40 giá 250. 41. Đây, em lên một cây kéo tỉa dăm. 41 180. Thì cây kéo này là thép không gỉ của Nhật Bản ha, chữ nghĩa đầy đủ. Cây này thì còn rất là mới, anh chị nhìn thấy là ở dưới là phần vỏ cũng còn rất là đẹp nè. Ở trên ha, phay vẫn còn. Đó, chữ nghĩa, chữ nhật đầy đủ ha. Và khắc vô luôn. Rồi, mã số 41 giá 180 ha. Đó. Cái này cây kéo tự dăm ha. 41 180. Cái kéo này dài là 19 xăng ha. 41 180. 42. Em lên một cây kéo cho anh chị mình sử dụng trong văn phòng, hoặc anh chị mình cắt gì mình cắt ha, trong văn phòng. 42 giá là 150. Cây này là của 42. Cây này là của Design 32. Cây này hình như là của Ý anh chị ha. Để em xem lại này. Intebat thì đó. Thì thường thường cây này là của Ý ha. Đó. Thì cây này anh chị mình sử dụng, ví dụ anh chị sử dụng trong nhà thuốc ha, hoặc anh chị mình có cần hay cắt giấy, cắt bao bì khi mình bán hàng, bán thuốc gì đó mình cắt ha, thì mình sử dụng cái kéo này cũng được, còn rất là mới. Rồi mã số 40, mã số 41
42 giá 150. Chiều dài tổng là 19 xăng ha. 42 150. 19 xăng. 42 150. 43 em lên một cây kéo vải. Cây này cũng 150 luôn. 43 150. Thì cây này phần chữ đây anh chị ha, phần chữ nghĩa đầy đủ nè. Đó. Chốt bên này ốc rồi anh chị mình có thể mở ra mình vệ sinh lại ha. Thì cây này lưu ý với em là bên này cây này thì nó dòng là dòng thép không gỉ đâu. Nhưng mà anh chị mình để bãi mà cũng là do có sắt ở bên trong. Để bãi mà nước mưa nó ẩm ẩm bên trong nên nó sẽ cũng có rỉ nha. Rồi, mã số 34, 33. 43 giá 150. 43 giá 150 ha. Đó. Anh chị về anh chị mình có cắt giấy cắt rập gì cũng được. Đó, phần mũi cũng bán nữa ha. 43 150 một cây kéo. Chiều dài là 25 xăng ha. 43 150. Phần lưỡi đi anh chị ha. Đó. 43 150. 44. 44 em lên một bộ nĩa. Cái bộ này là của hãng Đức hai hình người anh chị. Bộ này khó, rất là khó tìm. Thường là sẽ thấy hàng gì nhiều hơn. Còn đây là bộ đây anh chị mình thấy hàng Đức hai hình người hết à. 2 4 6 bộ đầy đủ ha. Đó. Bộ đây là bộ ăn trái cây anh chị. Chất thép rất là dày dặn ha. Đó. Nhìn vô thấy khớp đúng bộ này. Đó ha. Đó. Chiều dài là khoảng 15 xăng ha. Gồm có 6 cây. Rồi mã số 44. Anh chị nào mình ưng bộ này thì mình lấy giùm em ha. 44 200. 44 200 ha. Nghĩa Đức hai hình người. 44 200. 45. 45 để em lên một cây cho anh chị mình à. Anh chị mình đập thịt ha. Đó. 45. Đó, một cây đập thịt. Thì cây này là của Robusto West Mali này. Cây này là của Đức giùm em ha. Bề hình thức bên ngoài nó rất là sáng bóng. Đó, rất là sáng bóng. Một bên là dành thịt anh chị mình răng nhỏ này. Một bên là răng dày, răng lớn ha. Đó. Cái này là dành thịt tảng, cái này dành thịt mỏng chút. Thì cây dành thịt này chiều dài tổng là 20.5 xăng, 20.5 xăng ha. Được, chiều dài bên này là tầm 5.5 này. Bản rộng chỗ này là tầm hơn 3 xăng ha. Và cây này nặng là 200 g nha anh chị. 200 g đúng không? Sáng bóng đẹp nguyên. Đó. Robusto. Germany ha. Đó, của Đức ha. Sáng bóng đẹp nguyên. Rồi, mã số 45 ha. Tiếp theo lên mã 46. 46 là một cây nĩa 300. 46 300 ha. Thì cây này là hàng của chuẩn Nhật nha anh chị ha. Cây này nguyên một cây. Thì đây là có 3 cây nĩa để anh chị mình sử dụng khi mà anh chị mình sử dụng trong nhà hàng, quán ăn, quán lẩu hay là quán phở bò vậy đó. Mà anh chị mình cần xiên nên chị mình lấy thịt nóng lên, xiên gà hay là xiên xiên gà hoặc là lấy thịt tảng lên thì anh chị mình có thể sử dụng những cây xiên này, những cây nĩa này ha. Stainless steel thép khung gỉ Japan ha. Cây này hàng chuẩn Nhật này. Thiết kế rất là dày dặn chắc chắn. Nặng là 100g anh chị ha. Nặng 100g. Thì giờ để đo thông số. Chiều dài là tầm 29 xăng ha. Khoảng hơn 29 xăng. Rồi. Phần trên là đúc như thế này. Anh chị mình sử dụng nó sạch sẽ. Không có dơ ha. Sử dụng rất là sạch sẽ. Nên là mặt dưới. Thì cái này thích hợp ngắn như thế này. Thích hợp cho anh chị mình sử dụng trong gia đình ha. Gia đình. Hoặc là anh chị mình sử dụng trong quán ăn nhỏ cũng được. Phần lưỡi cho phần nĩa chỗ này là khoảng 9 xăng và độ dày 2 ly rưỡi nha chị ha. Độ dày 2 ly rưỡi. Rồi mã số 46 giá là 300. 47 em lên một cây nĩa ha. 47 thì đây là một cây nĩa của Anh đó, của hãng của Restigel này. Restigel của England ha. Thép không gỉ England đó, England ha. Restigel đó. Thì cái này chiều dài tổng là 30 xăng ha. 30 xăng. Phần nĩa dưới này là tầm 8.5 xăng. Và độ dày.
Độ dày cây này là tầm 2.2 ly ha chị ha, tầm 2.2 ly. Cây này cũng còn rất là mới ha, chốt đồng hai bên chốt đồng. Đó, chốt đồng ha. Rồi mã số 47. Của anh ha, Prestige của anh. England. Những cây này thì anh chị về anh chị mình rửa, mình chà rửa cho giúp em cho sạch mình xài ha. Cây này cũng thích hợp gia đình ha. Rồi 47. 48. 48 một cây này cho anh chị mình sử dụng trong nhà hàng này. Rất là lớn ha, sử dụng chuẩn trong nhà hàng luôn. 48 ba chốt. Đúc chắc chắn ha, không có bị hở gì hết, còn rất là mới. Thì đây này có chữ nha anh chị ha. Đây, chữ khắc laser, những chữ mà in mực laser như thế này thì là theo tiêu chuẩn châu Âu ha, không có khắc lên hay để dính đồ đồ ăn vô ha. Đó. Thì đây là có hình đây anh chị ha. Có một chữ giống như chữ Y này. Đó, X hai bên hai trên dưới giống nhau ha. Rồi stainless steel. Đó. Cái này rất là xịn nha, dài rất là dài luôn. Rồi. Đây là phần cán ha. Anh chị mình sử dụng xong mình có thể gác lên, mình móc lên ha. Rồi đây là phần cán. Phần nĩa ha. Cứng cáp, rất là cứng cáp anh chị. Cây này nặng là 280g anh chị ha, 280g. Dài là khoảng 44 cm anh chị ha, dài khoảng 44 cm, dài tổng là khoảng 44 cm. Rồi phần nĩa ở dưới này tầm là 10.5 cm ha, độ dày. Độ dày 2 ly ha, để em coi kỹ lại. 1 2 khoảng 2.5 ly ha. 2.5 ly một cái đúc như thế này. Dài là hơn 40, khoảng gần 44 cm. Rồi mã số 48 ha, một cây nĩa. Cái này thích hợp cho anh chị mình nhà hàng, anh chị mình decor cũng được. 48. Tiếp theo. Em lên mã 49. Đây. Em lên mã 49 ha, là một cái 49 250, là một cái đồ khui bia. Thì cây khui này cho anh chị mình nó mình treo làm móc khóa này, mình treo làm móc khóa ha, hình con rồng. Chỗ này ốp sừng ha chị ha, giống ốp sừng này. Đó, ốp sừng ha. Hai chốt đồng, ốp sừng, hình con rồng ha. Chỗ này là cái miệng để anh chị mình khui bia ha. Đó. Rồi. Bằng đồng nha anh chị. Bằng đồng và ốp sừng. Dài là 14.5 cm. Rồi, mã số 49 250. 49 ha, 49 250. Một con rồng ha. 49 250. 50. Rồi 50 em lên một cây kéo, cái này giống cắt lông mũi nha anh chị, 50 150. Rất là bén. 50. Thì đây là có chữ ha, dưới này giống chữ A này. Chỗ này anh chị mình có thể tăng đưa để anh chị mình điều chỉnh cái độ hở với lại cái độ khít của cái hai cái lưỡi này vô với nhau ha. Đây là cái anh chị mình điều chỉnh. Rồi, trên này thì cái đầu tròn anh chị mình không có bị cắt vô mũi ha. Đó. Rồi, ở dưới này thì có chữ này. XY 4.5 he. Handmade anh chị ha. Handmade ha. Rồi. Em test cho anh chị mình xem ha. Đó. Này bấm cho nó khít chút. Đây ha. Cắt lông mũi. Tỉa lông mũi ha. Rồi mã số 10 à. 57 giá là 150 ha. 58. À 49 50 ha, 50. 50 150 nha anh chị ha, 50. Tiếp theo. Em lên mã 51 là một cây. 51 là một cái tun cho anh chị mình đi cắm trại, thì tun này cũng bên ngoài cũng ốp sừng hai bên. Đó. 51 330 ha. Rồi anh chị mình gỡ ra. Hai bên. Bên này thì có một cái giống như cái đồ anh chị mình khui đồ hộp này. Rồi bên này là một cái nĩa, cái dĩa, một cái muỗng. À. Ốp sừng và bên trong là thép 440 khung rỉ ha anh chị ha. Những cây này thì anh chị mình yên tâm về độ rỉ của nó. Nó không có rỉ nên mình dễ mình bảo quản.
Thì chỗ này còn 3 viên ha. Anh về anh chị mình liếc thêm giùm em phần mic mịn giùm em cho nó hết 3 viên. Đó. F440 rất là tốt ha. Không gãy dễ bảo quản. Đây ha. Lưỡi cũng còn rất là đầy đủ. 440 các không gãy. Khóa lại. Như thế này ha anh chị ha. Các em khóa chưa vô rồi. À, vô ha. Rồi mã số 51 giá là 330. Thì cây này dài tổng là 9 xăng anh chị ha, 51 330. 52. Đây. 52 em lên một cây tun ha, 52 cái này là một cây dao. Cây này 300. 53. 52 ha. 52 300. Đó. Cây này cũng là ốp sừng anh chị ha. Có móc bằng đồng ốp sừng hai bên. Đó. Chữ là thép không gỉ này, thép không gỉ ha. Đó. Mọi thứ nó còn rất là mới, còn chắc chắn. Và cây này anh chị nhìn thấy cái đường lưỡi này. Cây này là vát theo kiểu tay phải anh chị ha. Vát cho người thuận tay tay phải ha. Đó, đường lưỡi dao anh chị nhìn thấy đó. Nó phân làm 3 lớp. Đây ha. Đó, anh chị nhìn thấy ha, đó, đường lưỡi dao rất là đẹp. 3 lớp dao, 3 lớp thép giùm em. Đây ha. Đó, đường lưỡi đây ha. Rồi. Người ta gọi là hammer đó anh chị. Rồi mã số 52 giá là 300. Chiều dài tầm là 5.4 xăng anh chị ha. 5.4 xăng một lưỡi dao như thế này. Rồi. Mã số 52. 300. 53. 53 lên một cây dao rất là đặc biệt ha. 53. Chiều dài là khoảng 19 xăng này. Chiều dài tổng 19 xăng. Lưỡi sử dụng là 7 xăng ha. Bản cây này rất là đầy đủ. Bản rộng là 2.2. Độ dày. Độ dày tầm 2 ly anh chị ha. Khoảng 2.2 ly. Đó. Phần ốp gỗ hai bên, chốt khóa đồng này, ba chốt sắt này ha, ba chốt thép này. Đó. Gỗ rất là dày dặn ha, cái móc bằng đồng. Đó. Rồi mã số 53 giá 400 ha. Hoa văn đi anh chị ha. Và cây này đặc biệt là thép Yasuki ha, thép Yasuki giùm em còn rất là mới. Còn rất là mới nên là em không có biết được cái độ rỉ của nó. Giáp thép Yasuki thì có rỉ. Thì dưới xanh hoặc dưới trắng. Có rỉ, rỉ cũng ý thôi, không có nhiều ha. Đầy đủ nè. Đó. Của hãng Kane Hisa anh chị ha. Kane Hisa ORC. Đó ha. Rồi 53 anh chị nhanh tay mình chốt mã này ha. 53 400. Cái này mới nguyên nè. 53 400. Rất là dày dặn chắc chắn anh chị. Để bỏ thêm miếng dầu vô đi em. Đó. Dày ha. 53 400. 54. Đây cây này cũng đẹp ha. 54 cây này cũng rất là đẹp. Rồi, tên chủ cũ đây nha anh chị ha. Cán gỗ chốt hai bên này, cán gỗ hai bên. Khâu đồng. Đó, số 4 ha. Những cây mà khắc số thì giống như là có số thứ tự thì rất là đặc biệt. Bên này thì chỗ này bên gỗ bên này thì nó khuyết vô chỗ như thế này ha chị. Bên này thì full đầy luôn. Rồi. Thì hai những cây này thì anh chị mình thấy là nó rất là dày rồi làm tay. Cây này lưỡi cũng đầy đủ anh chị ha, chữ nhật đầy đủ nè. Cây này là hàng thủ công ha, hàng thủ công rất là dày mình. Anh chị nào mà thích cái ú mà mập ở trên thì anh chị mình có thể chốt lưỡi sử lưỡi dao này. 54 giá là 340. Chiều dài lưỡi sử dụng là 7.5 xăng. Bản rộng là 2.4. Khoảng 2.4 ha. Rồi. Độ dày là 2.5 xăng, 2.5, 2.6, 2.7 gì đó ha. Rồi mã số 54 giá là 340. 54. 340 ha. Tiếp theo, em lên mã 55 là một cây một tun. Một tun này thì của hãng Victor Inox ha, hãng Victor Inox. Và người cũ họ khác em chữ mà nhìn giống như là tên hãng khác. Tsuchido, Tsuchido đây ha. Đó. Chủ cũ này rất là khéo tay.
hình thức cũng còn rất là mới anh chị ha, còn rất là nhiều tool này. Bên này là một cái cây nhọn này, bên này là một cái nhíp. Đó, nhíp đây ha. Rồi, để em mở bên trong ra anh chị mình xem. Có cả rất là nhiều tool nha chị. Victor Inox và dòng sản phẩm là Whistleland ha, Whistleland Rotary. Rotary. Thì em mở sơ sơ như thế này ha. Cái này 450. Officer Suite. Officer gì đây ha? Đây, dòng là Victor Inox Whistleland Rotary ha. Đó. Thì bên này là gồm có một cái cây giống như cây nhọn dài nha chị ha, và một cái giống như cái gì nữa này. Hai bên này là ba tool rồi. Bên này là tầm 3 tool nha chị ha. 1 2 3 nè. Cái này là anh chị mình mở khui rượu vang. Cái này giống như một cái móc tròn như nhỏ nhỏ này. Đấy, mở không ra được, nó hơi cứng. Rồi một cái kéo ha. Đó, anh chị mình cắt như thế này. Cây này còn rất là mới này. Bộ này rất là mới ha. Rồi một cái kính lúp nhỏ này, một cái lưỡi dao ngắn nè, một cái đồ khui hộp nè, hai bên là khui hộp, một đầu trừ, một cái kính lúp nhỏ ha. Và trên này là một cái dao dài. Rồi. Sơ sơ là tất cả các tool như vậy nha anh chị. Rồi, đầu này chúng tôi trừ, biết trừ. Rồi, mã số 55, giá là 450 ha. 55 450. Rất là mới ha. 55 450. 56 thì đây là một cái giống như cái móng ngựa hay gì đấy ha, một cái móng. Cái này cho anh chị mình đi ra vườn mình cắt cái cây ha. Đó, khi mình ra vườn mình sẵn tiện ăn cam, ăn ổi gì đó thì mình có thể mang ra theo. Thì cái này là không có chữ nha anh chị. Mã 56. Cái này là không có chữ giùm em. Hai bên rất là đẹp nè. Ốp dày dặn chắc chắn ha. Đây, đằng sau là có một cái giống như cái móc khóa, chị mình cầm nó đầm vừa tay ha. Nó tay trái tay phải đều sử dụng được. Vắt hai mặt tay trái tay phải đều sử dụng được luôn. Đó, phần đầu này nó hơi nhọn ha. Đó, cầm chị mình cẩn thận giùm em. Chiều dài tổng là 19 xăng. Phần lưỡi sử dụng là 9 xăng ha. Đó. Bản rộng nhất là tầm 2.1 xăng. Độ dày. Độ dày hơn 3 ly nha chị ha. Hơn 3 ly ha. Rồi, mã số 56, một cây như thế này cho anh chị mình về mình cắt mình gọt trái cây. Đó. Anh chị về anh chị mình làm thêm cái bao da giùm em, bao da giùm em để cho nó. Phần đầu trên này thì nó hơi bị giống như bị cấn tí anh chị ha. Nó không có nhọn mà để như vậy đi, để nhọn quá lại nó nguy hiểm ha. Rồi, mã số 56. Rất là cầm chắc chắn đầm tay ha, 56. 57. Rồi, 57 em lên một lưỡi. Cây này cây dao cho anh chị mình đi câu cá ha, hoặc là anh chị mình đi phượt. Cây này đúng chuẩn anh chị mình đi xuống biển cũng được nè. Tại vì cây này bằng thép không gỉ. Để bãi hình ố ố nó mới nhằm nhằm tí chỗ này thôi nha chị ha. Nhằm nhằm tí chỗ này thôi. Đó. Còn lại về chị mài lại mình xài thôi. Không mài lại thì mình xài như vậy cũng được. Đó. Nó nhằm nhằm như thế thôi anh chị ha. Đây. Thì cây này có một chữ là thép không gỉ ha. Thép không gỉ, còn anh chị nhìn thấy nó bóng gương luôn ha. Bóng gương luôn. Rất là dày dặn chắc chắn. Nặng tới khoảng 320g. 320g ha. Phần cán là dày dặn chắc chắn này. Cán cầm nhựa đúc dẻo. Phần khâu. Rồi. Đây là phần răng cưa. Như anh chị mình cứ đi lặn biển ha, thì những cây này là phù hợp này. Những cây thép không gỉ là phù hợp ha. Đó, đây là phần răng cưa cho anh chị mình đánh vảy cá này ha. Đó. Đánh vảy cá ha, thép không gỉ. Rồi. Giờ em đo phần số, thông số phần lưỡi. Chỗ này anh chị dùng như sử dụng như một cái lưỡi dao. Bên trong này là phần đánh vảy cá ha. Thì cái này thích hợp cho anh chị mình đi biển thép không gỉ. Ít gỉ kháng rỉ hơn anh chị ha, chứ nó vẫn có rỉ. 17 xăng.
bán rộng nhất là tầm 2.9 xăng anh chị ha, khoảng 2.9 xăng. Rồi độ dày, độ dày tầm 4 ly hơn anh chị ha, độ dày tầm 4 ly hơn như thế này. Rồi đây ha, một lưỡi dao như thế này, cầm tay vô nó bị ố ố tay đây, chứ còn là sáng gương hết thì nó có bị nhăn như chỗ này, như hồi nãy em có báo rồi ha. Đây chỗ này, rồi chỗ này vậy nè. Rồi mã số 57, một lưỡi dao cho anh chị mình đi phượt, mình đi câu cá ha, đi câu cá đi biển cũng được. 57 tiếp theo. Hôm qua mã 58 ha, 58 là một cái ép cam, thì anh chị mình có thể sử dụng cái này ép cam để mình ép cam ha. Cái này là hàng của Swiss Make Thụy Sĩ luôn giùm em, hàng rất là xịn, hàng rất là cao cấp ha. Swiss Make Thụy Sĩ, tiêu chuẩn Thụy Sĩ, tiêu chuẩn Swiss Make này. Đây, và cái này còn rất là mới nha chị, mới lá ngon rồi. Đó, sáng ngon ha, lá ngon luôn. Rồi cái này về anh chị mình xài rất là bền. Swiss Make, hàng tiêu chuẩn của Swiss Make thì rất là cao. Phần tay cầm là dài khoảng 14 cm, chiều dài tổng là khoảng 24 cm ha, và phần ngàm ở giữa là tầm 10 cm này. Nếu mà nói vợ từng kính ở trong là tầm 8.5 cm thôi. Nếu mà chị đo bo phụ bề, đo phụ bề là khoảng hơn 10 cm ha. Thì tất cả đều sáng o đẹp hết. Cái này về anh chị mình xài cho tầm mình tặng cũng được. Đó. Rất là sáng ha. Rồi mã 58. Láng o đẹp hết. Swiss Make Thụy Sĩ ha. Ở bên này là có chữ sushi này, sushi. Nặng là 700 g ha. Rồi, 700 g. Mã số 58. 59 em lên một cây kéo bướm. Chiều dài là 21.5 cm, gần 22 cm ha. 59 giá là 380. Đó, 59 380. Thì cây này là thép rất là xịn nha chị. Thì bề mặt lưỡi cái này chị nhìn thấy nó nhăm 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 theo kiểu cái này là vân gia cấp ha, chứ không phải là nhăm nhăm ha. Đó. Thiết kế của hãng ha. 59 380. Cái này rất là dài ha. Tầm 22 cm và hai lớp thép này, anh chị mình có thể thấy ha. Cái cây này phần lưỡi của nó hơi nhăm nhăm rỉ phần trăng rồi thôi. Hơi nhăm nhăm một tí thôi nha anh chị, mình vẫn xài vẫn bình thường không sao không. Hai lớp thép và cây này rất là xịn. Đó. Hai lớp thép. Hơi nhăm nhăm một tí không sao, anh chị mình cắt cành vẫn ok. Đây ha, chỗ này bên em mài chưa tới rồi. Đó. Đó. Về anh chị mình có thể mài lại ha, chưa có liếc như kiểu liếc mịn này, chưa có phần liếc mịn nè. Hai lớp thép giùm em. 59 giá là 380. 60. 60 là một cây. Một cây kéo ha, 60 thì một cây kéo này là cây kéo bướm. Vân gia cấp là những cây như này rất là xịn. 60 giá là 370. Thì cái này chiều dài tổng là 18.5 cm. 18.5 cm vân gia cấp ha, chữ nhật đầy đủ. Đó. Vân gia cấp ha. Hình giống như giọt mưa, giọt nước nè. Lưỡi sử dụng đẹp không chị? Lưỡi đẹp không? Bề mặt thì hai cây này thì còn đẹp hơn. Cây này lá ngon là thép. Đây. Bén ha. Rồi. À, 60 giá là 370 ha. 60 370 một cây kéo vân cho cắt như thế này, 60 370. 61. Đây, 61 là một cây kéo là thép không gỉ, 61 cũng 370 luôn. Thì cái kéo này bằng thép không gỉ, thép trắng ha. Chiều dài tổng là 19 cm, 19 cm, chữ rất là đẹp anh chị. Đó. Chữ đây. Đây. Hai mặt hai bên nè. Cây này lá ngon ra sáng bóng mà. Cây này giá mới chắc cũng cao lắm. Hai lớp thép anh chị ha. Đó, anh chị mình nhìn thấy cái lớp tách vân này. Đường tách vân này. Cây này còn rất là mới luôn. Đường full đầy đủ dày dặn. Đây ha.
Rồi. 61 307 ha. 62. Em lên một cây ấy. 62 là một cây dao ghép cành, 62 350. Cây ghép cành là của hãng Miki luôn, Miki ha. Và có khắc hình con rồng nha anh chị. Đó, chỗ này thì mẹ tí chỗ này thôi. Mẹ dăm nhỏ chút chút chỗ này thôi. Này. Thì con rồng lộn ngược ha, hàng thủ công. Đó. Đây ha. Có vân xước luôn. Phần lưỡi anh chị ha. Bên này thì không có bị nhăm nhăm rỗ. Rồi. Chỗ này là khâu bằng nhựa anh chị. Chiều dài tổng là 21 xăng, 20.5 xăng ha. Phần lưỡi sử dụng là khoảng 9.5 xăng này. Thì anh chị mình xài tầm 9 xăng. Bản lớn nhất là hơn 2 xăng ha. Rồi độ dày. Độ dày là tầm hơn 2 ly nha anh chị ha. Tầm 2 ly rưỡi. Rồi mã số 62, giá là 350 ha. 62 350. Miki ha. Đó, hãng Miki, một hãng rất là nổi tiếng. 62 350. 63, em lên một cây kéo cắt cành ha. Đây, 63. 450. Cây này chốt ha, và nhìn dáng của nó rất là đặc biệt này. Dáng của nó hai cái bả vai nó lớn này. Và chốt là chốt đúc luôn. Cây này còn rất là mới anh chị. Phun lưỡi đầy đủ này. Anh chị nhìn cái đường lưỡi là phun luôn ha. Đó. Chữ đây. Của hãng Mizuno gì đấy. Chiều dài là 18 xăng. Chốt đồng ha. Chữ đầy đủ. Cây này giống như là hai lớp thép này. Em không chắc ăn nha anh chị ha. Nhưng mà anh chị nhìn thấy là cây này còn rất là mới. Đó, sáng bóng đẹp hết. Đó. Vì anh chị mình có thể mình chị mình giống như anh chị mình đánh bóng ha, đánh bóng cái lưỡi lại rồi mình xài thôi. Bôi lơ mình liếc lơ đấy ha. Mặt đằng sau 18 xăng. Cầm rất là đầm tay ha, tại vì em nhìn thấy cái phần ở dưới này rất là dày. Rồi 63 450. Còn rất là mới. 64. Thì cây này 450 luôn. Này. Cây này thì cây này ốc đồng tròn nè, cây này hơi kẹp chút. Cây này phần trên này anh chị mình bỏ thêm dầu vô giùm em ha, nó hơi kẹp kẹp chút. Ở anh chị mình sửa lại cái phần ốc này chút ha. Sao nó kẹp kẹp chút vậy? Đó, anh chị mình vặn nới ốc ra giùm em ha. Vì xếp ốc hơi bị chắc quá. Em view cái lưỡi trước ha. Đây là phần lưỡi. Lưỡi bên em cũng đã mài rồi. Vì anh chị mình vuốt lơ thêm thôi. Chữ nhật đầy đủ. Ốc rời và ốc đồng ha. Chốt rời ốc đồng ha. Ốc đồng tròn rất là xịn. Rồi. Thì cây này chiều dài là 20.5 xăng ha. 20.5 xăng. Và lưỡi cũng còn rất là đẹp anh chị ha. Phần lưỡi cũng còn rất là đẹp nè. Rồi. 64. 450. 65. Em lên một cây kéo cắt cành của IRS 65 250. Đây. Thì cây này chiều dài tổng là 18 xăng giùm em, 18 xăng dán đi ha. Cán nhựa IRS dòng sản phẩm là 130. Phay xước vẫn còn ha, cây này lưỡi thì còn đẹp nguyên này. Đây ha. IRS. Rồi, mã số 65 giá là 250 giùm em. Lưỡi là đẹp lên chị, lưỡi là không có mẹ gì hết ha. Lưỡi là còn mới nguyên ha. Đó. 65 250. 66. Thì 66 cây này là một cây cắt cành của ARS size lớn. 66 440 ha. Thì cây này chiều dài là 22 xăng. Đo ra là tầm 23 xăng luôn nha anh chị ha. Nó tầm gần 23 xăng luôn. Đó. Thì phần cán của nó thì nó hơi đen đen dơ tí thôi ha. Này. Make in Japan đầy đủ. Đây ha. Phần chốt của nó thì có hơi nhăm nhăm rồi. ARS. Dòng là V9 ha. Phần lưỡi thì còn full nha chị ha. Phần lưỡi còn full ha. Thì thường những dòng ARS thì nó không có được đầy qua bên kia như là các dòng thủ công. Thì bên phần lưỡi này có nhăm nhăm nhẹ chỗ này thôi. Không ảnh hưởng vì gì đến phần lưỡi như thế này.
và anh chị mình xài những cây này thì anh chị mình xài tốt cho Trang luôn nha, tốt cho Trang. Em thấy bên Nhật nếu mà gặp người xài kỹ là xài rất là lâu, xài mòn gần hết lưỡi luôn. Rồi xong 6 giá là 440, một cây kéo ARS dài là 23 cm, 66 440 ha. 67 68 69 70. Rồi. 67 em lên một cây dao. Cây này thì phát hai mặt dành cho tay trái tay phải để sử dụng được ha. Chữ Nhật đầy đủ. Cây này còn khá là mới anh chị ha. Nước xi mạ màu đen, nước gram đen còn. Cán nhựa, cán gỗ. Trên này còn tem này. Còn chắc chắn. Và cây này anh chị mình thấy dáng độc đáo, thường là bên trong nó to, bên ngoài nó hơi nhỏ chút. Và cây này nhìn cái dáng nó to như thế này ha, chặt nó rất có lực. Đó, phát hai mặt tay trái tay phải đều sử dụng được. Và cây này anh chị mình chặt, ví dụ như chặt tre, chặt trúc ha. Không chặt được những cây lớn nha, hoặc là anh chị mình có thể cần chặt những cây nhỏ. Và cây này là ba lớp thép anh chị ha. Ba lớp thép. Đó, anh chị mình thấy cái đường tách lớp này. Rồi. Chiều dài tổng phần lưỡi sử dụng là 16.5 cm, phần bản lớn nhất là tầm 4.3 cm ha. Độ dày, độ dày 5 ly nha anh chị ha, độ dày 5 ly nha, mình 5 ly giùm em. Rồi mã 667 giá là 450 ha. 67 450, cây này rất là mới. 67 450. 68, cây này 380 ha. 380. Thì phần cán thì còn đẹp chắc chắn. Cây này cũng vát hai mặt, anh chị mình tay trái tay phải đều sử dụng được. 65 này, chữ khắc rất là đẹp không? Đó, chữ. Cây này được phần sống dao rất là dày ha anh chị ha. Cây này thì em cũng chưa xem ra được là ba lớp hay là nguyên khối nữa. Chiều dài tổng là 16 hơn gần 17 cm. Cho là 16.7 cm đi. Rồi bản lớn nhất là tầm khoảng 3.3 ly ha, 3.3 cm ha, độ dày. Độ dày là 6 ly nha anh chị ha, độ dày là 6 ly. Nặng khoảng 340 g. Rồi. Mã số 68 giá là 380. 69 em lên một lưỡi dao là hoàn toàn thủ công này. 69 350, cây này không chữ thôi nhưng mà chuẩn thủ công nha chị, nhìn dáng nó chặt rất là có lực. Và cây này là vát một mặt thì cho tay phải nha anh chị ha. Đó, dáng thủ công. Chỗ này nó thẳng ha, chỗ này nó làm cái đường này nó hơi cong một chút nè. Rồi. Rãnh này là hàng chuẩn thủ công ha. Đó, nhìn rãnh rất là lớn. Mặt dưới đây ha. Thì cây này hình thức bên ngoài còn đẹp nha anh chị ha, không có bị lỗ nhiều, lỗ sâu, kiểu lỗ rỉ. Và cây này là phần chốt là khâu bắt giác kim cương nè. Mã số 69. Chiều dài tổng là khoảng 13.5 cm. Bản lớn nhất là tầm 4.8 ha. Bản lớn nhất tầm 4.8 và độ dày. Độ dày là khoảng 6.5 ly nha chị ha. Độ dày khoảng 6.5 ly. Nặng là khoảng 320 gram ha. Mã số 69, cây này anh chị mình thích hàng thủ công thì anh chị mình có thể chốt cây này. Hàng thủ công ha. Đó, nhìn dáng không giống ai hết. Không giống bất cứ cái nào, độc nhất vô nhị ha. Rồi. 69 350. 70. Em lên một cây chặt mini vát một mặt nhìn cho tay phải. Thì cây này đằng sau nó hơi nhăm nhăm nhẹ nha chị. Đó. Vát một mặt nhìn cho tay phải và cái đây là đường lưỡi ha. Đây, đường lưỡi. Thì cây này có nhăm nhăm nha chị. Rồi mã số 70 giá là 240. Bắt một mặt dành cho tay phải. Lưỡi sử dụng là 10.8 cm. Bản rộng là 3.3 cm nha chị, 3.3. Và độ dày 4 ly ha, 4 ly. Rồi mã số 70, 240. Một cái dao chặt mini như thế này, vát một mặt mình tay phải.
Rồi em đã lên 70 mã của clip số 51. Anh chị mình chốt mã nào thì mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề ha. Bên em sẽ ưu tiên điện thoại trực tiếp, hoặc là sau đó thì tới nhắn tin ha. Còn em không có sử dụng Zalo để chốt hàng, anh chị mình lưu ý giúp em. Em sẽ cập nhật những mã còn ở dưới phần bình luận. Anh chị mình chốt hàng thì mình xem dưới phần bình luận mình nha. Em xin chân thành cảm ơn.